Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đến với Đồng Bào TV. Hôm nay mình làm video về món nhậu bình dân của đồng bào, mong các bạn sẽ thích những ẩm thực của Đồng Bào TV. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ đồng bào nhé Thanh. Đây là giá trường, một món ăn rất hiếm và ngon. Cắt xong rồi đem nướng, mọi người đã từng thưởng thức món này chưa? Và nếu chưa thì hãy qua đây và ngay để tí nữa mình cùng nâng ly ha ha. Tập trung vào chuyên môn đi, ông nhìn vào đây làm gì ha ha. Và đây là những gia vị quen thuộc mọi người theo dõi kênh Đồng Bào là biết. Khi chín nhìn chả khác gì mực khô phải không mọi người? Chắc sẽ rất là ngon đây. Sợ ăn không đủ nên phải nướng thêm món da heo huyền thoại này ha ha ha. Ở đây có ít loại rau. Chắc sẽ rất là ngon đây. Vào bàn cùng với đồng bào thưởng thức thôi nào anh em. Đây đây, ai ăn không? Cũng ok lắm anh em ạ, ai từng ăn rồi sẽ biết thôi, ha ha ha. Làm thêm miếng nữa nào. Video đến đây thôi nhé bà con ai muốn ăn món gì của đồng bào ED thì để lại ở phần bình luận nhé. Chấm BYE bye.